cô gái đang có thân hình mập mạp mũm mĩm dùng nhiều giảm cân nhưng không có hiệu quả, hay là đã hiệu quả rồi nhưng bị tăng cân lại. Nguyễn Huỳnh Nhân giống các bạn 3 năm trước dùng bao nhiêu cũng bị tăng cân lại, và bây giờ đứng trước mặt các bạn là một Nguyễn Huỳnh Nhân có một vòng eo hiện tại đây các bạn ơi, và nó không còn một chút gì gọi là mỡ thừa nữa. Và các bạn ơi, mua một giảm cân vị đào tặng một viên rau củ đề tóc thải mỡ nha các tình yêu ơi. Viên rau củ này giúp cho các bạn thải mô mỡ cứng lâu năm, mô mỡ những cái mô mỡ không cần thiết dưới thành bụng nè, thêm cái nữa mỡ đùi nè, cánh tay. Combo nhà Như không chỉ giảm ký cho các bạn mà còn giảm mỡ để các bạn đẹp từ đầu cho đến chân. Mấy bạn hỏi nhà Như một liệu trình giảm được bao nhiêu ký, thì Như xin nói một liệu trình nhà Như giảm 1 đến 2 ký cho tất cả các bạn nha. Tại sao giảm ít quá vậy Như? Rồi xin trả lời thắc mắc luôn. Giảm cân nhà Như không gây chua miệng, không gây mệt mỏi, đảm bảo chất lượng công việc, chất lượng cuộc sống. Cho nên là nó chỉ giảm đến số ký phù hợp với sức khỏe của các bạn, không giảm nhiều. Các bạn vẫn làm việc bình thường nhưng mà vẫn giảm bình thường, ăn uống bình thường, và đó là số ký của các bạn không bị tăng cân lại. Tại sao? Tôi đã có hành trình 3 năm, tôi dùng quá nhiều giảm cân rồi, và tôi biết những gì mà những cái khuyết điểm mà tôi đã gặp phải, và tôi không muốn khách hàng của tôi khi sử dụng chính sản phẩm của tôi, chính câu chuyện của tôi mắc phải. Cho nên